Thưa quý vị và các bạn, dù các cơ quan chức năng đã ra nhiều văn bản quy định bắt buộc, nhưng hiện nay tình trạng trẻ em không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vẫn khá phổ biến. Nhằm cải thiện tình trạng này, đã và đang có nhiều chiến dịch được tổ chức. Song xét về hiệu quả, nếu chỉ tuyên truyền không là không đủ. Ngày hội Bé yêu mũ bảo hiểm vừa được tổ chức tại trường tiểu học Lê Lợi, quận Hà Đông với nhiều hoạt động vui chơi mang tính giáo dục bổ ích, thiết thực cho các em học sinh và phụ huynh. Các bé có cơ hội gặp gỡ, tham gia trò chơi, học cách đội và bảo quản mũ bảo hiểm, cũng như giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng về chủ đề an toàn giao thông. Thay mặt là đại sứ chương trình, em có thông điệp muốn gửi tới các bạn nhỏ cùng tuổi em là hãy đội mũ bảo hiểm để bảo vệ tới sự an toàn của chính bạn và của gia đình bạn. Ngày hội Bé yêu mũ bảo hiểm là một phần của chiến dịch Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á phát động từ năm 2011 nhằm cải thiện tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm cho trẻ em, xóa bỏ những quan niệm sai lầm của phụ huynh về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ, đồng thời nâng cao kiến thức về an toàn giao thông, góp phần giảm số thương vong do tai nạn giao thông. Sau giai đoạn 2, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm ở Hà Nội đã tăng từ 9,1 lên 52,7%. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 3, thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2013, dù công tác tuyên truyền đã được tăng cường, nhưng tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm đã không đạt mục tiêu đề ra là 80%, thậm chí còn giảm so với giai đoạn trước. Trong tháng 12, đặc biệt nhất là cái thời điểm diễn ra khảo sát, thì Hà Nội của chúng ta gặp những đợt mưa rét. Cho nên là cái việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em lúc bấy giờ không phù hợp ở chỗ là các em mặc áo ấm. Cho nên là tất cả mũ của các em đội và các biện pháp chống rét cho các em cũng ảnh hưởng hạn chế về cái việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Bản thân Quỹ phòng chống thương vong châu Á vẫn tiếp tục thực hiện rất nhiều dự án khác liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông. Và cụ thể là trong năm 2014, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các dự án như là mũ bảo hiểm cho trẻ em hay là mũ bảo hiểm cho trẻ em và gia đình. Tức là chúng tôi cũng có những cái yếu tố mới trong dự án, tức là không chỉ có những cái hoạt động giáo dục cho các em về mũ bảo hiểm và trao tặng mũ bảo hiểm miễn phí, mà chúng tôi còn phối hợp với phụ huynh để trợ giá cho phụ huynh khi mua bảo hiểm, mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp bằng cái nguồn kinh phí của mình, vẫn tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành chủ quản để phối hợp cùng với họ tiếp tục thực hiện những cái hoạt động mà dự án đã thực hiện 3 năm qua. Tuy nhiên, có thể nói công tác phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và xử lý vi phạm chưa quyết liệt là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ trẻ em không đội mũ bảo hiểm chưa cao. Chỉ khi tuyên truyền đi cùng với cưỡng chế vi phạm thì chương trình mới có thể thành công.